Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả và tất cả quý vị nghệ sĩ cũng như tất cả mọi người đang có mặt tại nhà hát Hòa Bình, và hiện tại chúng ta đang có mặt tại khu vực thảm đỏ của giải thưởng Ngôi Sao Xanh năm 2023 lần thứ 10. Và thưa tất cả quý vị, không khí ngay lúc này tại khu vực thảm đỏ của chúng tôi đang nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của rất nhiều những nhân vật khách mời đặc biệt, ở đó là các anh chị em nghệ sĩ và ekip đoàn làm phim. Và chắc chắn rằng trong suốt năm 2023 vừa qua, với những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, thì đêm nay đêm gala trao giải em cực kỳ đáng nhớ, và chúng tôi cũng sẽ dành điều đó để vinh danh với những đóng góp rất tuyệt vời về nghệ thuật trong và ngoài nước đối với các ekip đoàn làm phim cũng như là các nghệ sĩ của chúng ta. Và chắc chắn rằng là ít phút nữa thôi, tại sân khấu chính của chúng tôi sẽ có những điều rất đặc biệt chờ đợi tất cả quý vị. Quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi đến cuối chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Và ngay lúc này đây, Quang Huy rất muốn nghe thấy những tràng vỗ tay thật lớn từ phía của tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát Hòa Bình, được không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, và chắc chắn rằng ít phút nữa đây chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật khách mời đặc biệt, đó chính là các nghệ sĩ, các ekip đoàn làm phim. Bên cạnh đó thì còn có những vị khách mời nước ngoài đặc biệt nữa, chắc chắn sẽ đem đến cho tất cả quý vị những giây phút chia sẻ rất tuyệt vời. Và bây giờ hãy tiếp tục theo dõi khu vực thảm đỏ cùng với chúng tôi, và hãy chuẩn bị chào đón những vị khách mời đầu tiên tại khu vực thảm đỏ này quý vị nhé. Xin mời. Và thưa tất cả quý vị, tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ đón tại khu vực thảm đỏ sự xuất hiện của Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Và sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đặc biệt đang dần dần giúp cho khu vực thảm đỏ của chúng ta nóng hơn bao giờ hết, thưa tất cả quý vị. Ở đó là hương sắc, và ở đó chính là những sự đặc biệt mà các nhân vật khách mời sẽ đem đến khu vực thảm đỏ của chúng tôi. Và tiếp theo xin được chào đón tại khu vực thảm đỏ sự xuất hiện của diễn viên Trịnh Thảo. Và tiếp theo tại khu vực thảm đỏ, chúng tôi xin được chào đón sự xuất hiện của đạo diễn Trác Huỳnh Nhật Tân, phim Nhật ký nàng xuân và Gái không chồng. Và tiếp theo, chúng ta cùng chờ đón sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đức Thịnh, thành viên hội đồng nghệ thuật và diễn viên Thanh Thúy. Và tiếp theo, hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân đến từ phim Hạnh Phúc Máu, và đồng thời cũng là thành viên hội đồng nghệ thuật của giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2023. Và ngay lúc này hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn IMC Lâm Chí Thiện và phu nhân. Và ngay bây giờ đây, Quang Huy xin phép được giới thiệu tại khu vực thảm đỏ sự xuất hiện của đạo diễn James Oliver và Miss Quỳnh Như.
Và tiếp theo chúng tôi xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Mã Hiểu Đông vai Minh phim Lụa. Và ngay lúc này đây, chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đón sự xuất hiện của diễn viên Kiều Minh Tuấn. Và tiếp theo, hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của người dẫn chương trình Anh Quân và người dẫn chương trình Thanh Giang. Và tiếp tục, hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của đạo diễn, diễn viên Hoàng Mập. Và chúng tôi xin được giới thiệu tại khu vực thảm đỏ ngay lúc này. Và tiếp theo, chúng ta cùng chờ đón sự xuất hiện của diễn viên Hải Nam và diễn viên Trôn Vũ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian quý báu của mình trong buổi tối ngày hôm nay đến đây để đưa tin từ khu vực thảm đỏ này cùng với giải thưởng ngôi sao xanh. Và thưa quý vị, tiếp theo hãy cùng chờ đón tại khu vực thảm đỏ sự xuất hiện của nữ diễn viên Diễm My. Và tiếp theo, hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của Hoa hậu Đoàn Thiên Ngân, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Và tiếp theo xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh vai Tâm Vạn Dặm Nhân Sinh. Và tiếp theo hãy cùng chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ Việt Hương. Và tiếp theo xin được chào đón sự xuất hiện của đạo diễn Nguyễn Quý Khang và xin được chào đón diễn viên Lê Giang vai bà nữ phim Nhà Bà Nữ.
tiếp theo. Hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chào đón sự xuất và tiếp theo chúng tôi xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Ngọc Thanh Tâm và đạo diễn Nicole phim Thạch Sanh Lý Thành. Và thưa tất cả quý vị, không gian của nhà hát Hòa Bình ngay lúc này đang nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đặc biệt tại khu vực thảm đỏ của gala trao giải Ngôi Sao Xanh 2023. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của nhà tạo mẫu tóc John B và Makeup Artist Trung Trần. Và tiếp theo, xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Trương Thế Vinh. Và tiếp theo, xin được chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Nguyên Vũ. Và tiếp theo, chúng tôi xin được chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Thưa tất cả quý vị, ngay lúc này chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của diễn viên Jam và phim đến từ phim Mộng Hồ Điệp. Và trên sân khấu và trên thảm đỏ chúng ta ngay lúc này đó chính là Jam Rajata và phim Thanabat, hai diễn viên chính của bộ phim Mộng Hồ Điệp được phát sóng trên kênh truyền hình Today TV. Và sự xuất hiện của hai diễn viên chính của bộ phim Mộng Hồ Điệp đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía của các bạn fan Việt Nam. Và một lần nữa, dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho Jam Rajata và phim Thanabat đến từ Mộng Hồ Điệp.